Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hi guys, it's been a while. My name is Linh and welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, I'm going to share with you the top 10 most popular mobile applications that Vietnamese people, especially young people, are using a lot. So let's get started. The number one application that I think everybody knows is TikTok, and TikTok has developed since COVID. It has become huge in Vietnam, and a lot of TikTokers or influencers have become super popular and sought after COVID because of TikTok. In Vietnamese or in sentence, we can say TikTok, or in Vietnam we say TikTok. TikTok is a Vietnamese accent, okay? TikTok được đông đảo giới trẻ Việt Nam biết đến trong dịch COVID. TikTok được đông đảo giới trẻ Việt Nam biết đến trong dịch COVID. TikTok được đông đảo giới trẻ Việt Nam biết đến trong dịch COVID. TikTok được is to be đông đảo giới trẻ Việt Nam, a lot of young Vietnamese people or a majority of Vietnamese people. Biết đến is known or is well known. Trong dịch COVID, during the COVID epidemic. The next one, YouTube. In Vietnamese, we call YouTube. As you all know what YouTube is for, right? So I don't have to introduce a lot, but the reason why it's very popular in Vietnam is because there are a lot of tutorial videos that we can't find anywhere. And it's a very good channel or platform to learn new things. And I'm personally also learning a lot from YouTube. And I'm pretty sure that you guys are also learning too, especially from Vietnamese Pod 101, right? So in Vietnamese or in sentence, we can say YouTube là trang xem video do người dùng tải lên miễn phí lớn nhất. YouTube là trang xem video do người dùng tải lên miễn phí lớn nhất. YouTube là trang xem video do người dùng tải lên miễn phí lớn nhất. Là trang xem video is the platform or is the website for watching video. Do người dùng tải lên, uploaded by users, miễn phí, free, lớn nhất, the biggest, okay? So the sentence structure will be a little bit different from English. YouTube là trang xem video do người dùng tải lên miễn phí, lớn nhất. The third one, Facebook and Messenger. So actually when we use Facebook, of course we have to also download Facebook Messenger, right? Because they're a combo. And also Facebook nowadays are very popular for even middle-aged people, like my parents' generations, and even my grandfather, he also uses Facebook for calling his grandchildren. So in sentence, người Việt Nam thường sử dụng Facebook và Messenger để nhắn tin và gọi điện hàng ngày. Người Việt Nam thường sử dụng Facebook và Messenger để nhắn tin và gọi điện hàng ngày. Người Việt Nam, Vietnamese people, thường sử dụng, often use, Facebook và Facebook Messenger để nhắn tin, to send messages or to text, và gọi điện, and to call, hàng ngày, daily or every day. Người Việt Nam thường sử dụng Facebook và Facebook Messenger để nhắn tin và gọi điện hàng ngày. Number four, I'd like to introduce to you an application that is made in Vietnam, and we're very proud of it because
This is like 100% Vietnamese made application. At the beginning, Zalo wasn't very popular because it was seen to be an application for the elderly only, because at that time Facebook or Instagram were super popular. But slowly they heard the feedback from users and also they upgraded a lot of functions, and also now we can send files, pictures in high quality, video conferences and stuff like that. So they're very popular and convenient for Vietnamese people. So, in sentence, Zalo là ứng dụng để liên lạc nhưng đã được nâng cấp rất nhiều chức năng như chia sẻ file hay bản tin. Zalo là một ứng dụng để liên lạc nhưng đã được nâng cấp rất nhiều chức năng như chia sẻ file hay bản tin. Zalo là một ứng dụng để liên lạc nhưng đã được nâng cấp rất nhiều chức năng như chia sẻ file hay bản tin. Next one, Grab. Grab is a very popular application in Vietnam in terms of booking taxis, motorcycle taxis, food delivering or goods delivering as well. And they bought Uber in Vietnam, so it has the biggest market share. If you travel to Vietnam and you're wondering where to go, what to eat, then just install app. Everything is there. And it's super affordable as well. So there are also a lot of promotion codes once in a while. Okay, so Grab. In sentence, Grab là ứng dụng đặt xe lớn nhất Việt Nam. Grab là ứng dụng đặt xe lớn nhất Việt Nam. Grab là ứng dụng đặt xe lớn nhất Việt Nam. Next one, Instagram. Instagram thu hút nhiều người dùng trẻ Việt Nam vì kho ứng dụng đa dạng và bắt mắt. Instagram thu hút nhiều người dùng trẻ Việt Nam vì kho ứng dụng đa dạng và bắt mắt. Instagram thu hút nhiều người dùng trẻ Việt Nam vì kho ứng dụng đa dạng và bắt mắt. So Instagram attracts a lot of young Vietnamese users because of its diverse and beautiful effects. The users who use Instagram are a little bit different from Facebook because Instagram is more like for young people who are into like fashion, who are a little bit trendy, they're into photography and stuff like that. The next one, Gmail. In Vietnamese, we say Gmail because G in Vietnamese is G letter. So Gmail. Gmail is popular because a lot of Vietnamese businesses use Gmail as the official platform to communicate. So in sentence, we can say Gmail được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Gmail được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Gmail được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. That means Gmail is used by a lot of Vietnamese businesses. The next one, Shopee. In Vietnamese, we say Shopee. Shopee, because I'm so used to using the Vietnamese word, so sometimes I'm a bit confused when pronouncing the words in English. So in Vietnam, Shopee is like huge. They're like the biggest, I believe, and they have a lot of promotions like throughout the month, so it just can't resist to online shop. So in sentence, phần lớn người dùng Shopee là phụ nữ đã đi làm và có thu nhập ổn định. Phần lớn người dùng Shopee là phụ nữ đã đi làm và có thu nhập ổn định. Phần lớn người dùng Shopee là phụ nữ đã đi làm và có thu nhập ổn định. A majority of Shopee users are a female who work and have stable income. Next one, Chrome. Aside from Safari or Internet Explorer
or Mozilla, Mozilla, I'm not sure. So Chrome is also the biggest because a lot of people use Google ecosystem, right? When using Gmail or Google applications, it's so convenient when using Chrome. So in sentence, we can say, đa số người Việt Nam sử dụng Chrome là trình duyệt chính vì nó thuộc hệ sinh thái Google. Đa số người dùng Việt Nam sử dụng Chrome là trình duyệt chính vì nó thuộc hệ sinh thái Google. So that means most Vietnamese people uses Chrome as the main browser because it belongs to the Google ecosystem. The next one, Lazada. Aside from Shopee, Lazada is also one of the very big e-commercial platforms in Vietnam because they are very convenient, they have a lot of stuff. Delivering is also very fast. So Lazada, Shopee, and Tiki, they're all the three biggest in Vietnam. So in sentence, Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. That means Lazada is one of the biggest e-commerce platforms in Vietnam. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching and I hope it helps. Don't forget to like this video if you really think it's helpful. It really supports the channel as well. And we really appreciate that. Don't forget to like it, subscribe it, and visit VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with real teachers and access to your free lifetime account right now. Thank you so much again. I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.